Ở đây mình có hai cái bút chì. Cái này là 2.000 một cái, còn cái này là 20.000 một cái. Bút chì thì chắc là ai cũng từng dùng rồi đúng không? Ví dụ như là dân văn phòng hay là các bạn trẻ trâu, các bạn học sinh thì thường dùng bút chì để đánh dấu hoặc là làm bài khoanh bài thi trắc nghiệm chẳng hạn. Còn đối với những họa sĩ mà gọi là chuyên nghiệp như mình thì bút chì nó là một cái dụng cụ rất là cơ bản và rất là quan trọng, mà dùng để gãi lưng này. Nói chung thì bút chì nó cũng là một dạng mặt hàng để kinh doanh, thì có lẽ là giá tiền nó cũng phụ thuộc vào chất lượng của món hàng nữa. Ví dụ như là các bạn nào mà hay đi mua hàng ở đường Trần Duy Hưng hay là đường Bưởi ấy, thì có chỗ nó bán khoảng 200.000, có chỗ nó bán khoảng mấy triệu. Thì bút chì mình nghĩ là nó cũng vậy. Vậy trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem chất lượng và sự khác nhau giữa bút chì 20.000 và bút chì 2.000 nó khác nhau ở điểm nào nhé. Trong video ngày hôm nay thì mình mua được khoảng 6 cái bút chì hạng rẻ tiền. Thì cái rẻ tiền nhất là cái 2B là khoảng 2.000 một cái, còn cái 5B thì đắt hơn một chút, khoảng 5.000 một cái. Và mình sẽ đem so sánh với loại bút chì đắt tiền mình hay dùng nhất, đó là chì của hãng Staedtler, có giá khoảng 20.000 một cái. Thì đầu tiên mình sẽ so sánh cái độ cứng của cái vỏ gỗ bên ngoài trước đã nhé. Khi mà mình gọt cái bút chì rẻ tiền thì cái vỏ gỗ của nó mình cảm giác nó khá là cứng và tương đối khó gọt. Vấn đề cái vỏ gỗ của bút cứng hay là nó mềm nó rất là quan trọng đấy, tại vì khi mà chúng ta gọt những cái vỏ gỗ mà nó cứng quá thì thường là chúng ta hay phải sử dụng nhiều lực hơn, mà bạn nào không khéo thì rất có thể là sẽ làm gãy cái ngòi bút. Đặc biệt là các bạn con trai nên lưu ý rằng cái gì mà nó cứng quá mà các bạn đẩy mạnh là nó sẽ gãy đấy, rất là nguy hiểm. Chuyển sang gọt thử cây bút chì đắt tiền thì vỏ gỗ của chì đắt tiền thứ nhất là có mùi rất là thơm, rất là phê, và cái thứ hai nữa là nó rất là mềm, rất là dễ gọt. Xét về mặt vỏ gỗ thì bút chì đắt tiền nó mềm hơn và gọt dễ hơn. Khi mà mình test thử độ cứng của ngòi bút thì mình cảm giác như là bút rẻ tiền cái ngòi nó cứng hơn so với bút đắt tiền. Nếu mà xét về độ cứng của ngòi bút thì mình thấy bút chì đắt tiền có vẻ dễ gãy hơn so với bút chì rẻ tiền. Nghe thì có vẻ bút chì rẻ tiền tốt hơn đúng không? Nhưng theo mình nghĩ là không hề, tại vì ngòi bút của bút chì rẻ tiền nó cứng quá, thì khi mà chúng ta sử dụng để vẽ hay là để đánh bóng ấy, thường thì cái nét nó sẽ rất là ganh và nó sẽ rất là khó để làm mờ hay là gọi là làm mịn ấy. Thì thôi, nói chung vấn đề này cứng hay mịn thì nó cũng còn tùy thuộc vào mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng mà theo mình thì mình thích bút chì này, bút chì nó mềm hơn một tẹo. Ok, bây giờ mình sẽ phân loại ra thật là đàng hoàng. Mình sẽ phân ra đây là hai bên, hai cột này. Một bên là chì rẻ tiền và một bên là đắt tiền. Và bây giờ mình sẽ test thử từng loại một. Thì trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu với bút 2B ở bên rẻ tiền đã. 2B. Còn đây là bút 2B ở bên đắt tiền. Nói chung là mình thấy 2B rẻ tiền và 2B đắt tiền nó cũng không khác gì nhau nhiều, ngoại trừ việc bút chì 2B đắt tiền có vẻ đậm hơn 2B rẻ tiền một chút. Tuy nhiên thì đúng là nhìn nó cũng không có gì khác nhau nhiều. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang thử loại 3B nhá. Tôi check con mẹ rồi nhưng không có 3B. Đây 3B đây. Chúng ta sẽ thử loại 3B của bên rẻ tiền này. Bây giờ là 3B của bên đắt tiền này. Mọi người có thể thấy có vẻ như là bút chì 3B của bên đắt tiền đậm hơn bút 3B của bên rẻ tiền đúng không? Thật ra thì nó đậm hơn cũng là một chút thôi, nhưng theo mình thấy thì bút chì 3B của bên đắt tiền nó chịu sáng tốt hơn bên rẻ tiền. Mọi người thấy không? Mình đang nghiêng cái tờ giấy nên là mọi người có thể thấy ngay này. Chịu sáng tốt hơn có nghĩa là bút 3B của bên rẻ tiền nó bị lóa, đúng không? Bị lóa nặng hơn bên đắt tiền. Vậy thì sau đây mình có thể kết luận được điều đầu tiên khác biệt giữa bút chì đắt tiền và bút chì rẻ tiền, đó là bút chì đắt tiền chịu sáng tốt hơn so với bút chì rẻ tiền, có nghĩa là nó ít bị lóa hơn. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với bút chì 4B. Ở đây thì mình không có bút 4B của hãng Staedtler cho nên là mình sẽ thay thế bằng bút 4B của hãng Faber-Castell nhé. Cho mọi người nào chưa biết thì bút chì của Faber-Castell thậm chí còn đắt hơn so với bút chì của Staedtler. Bút chì Staedtler có giá 20.018 cho đến 20.000 một cái. Thì bút chì Faber-Castell mình mua với giá là 25.000 một cái. Cho nên là vẫn có thể tính được đây là bút chì dành cho bút chì này đắt tiền nhá, mình sẽ thử bút chì Faber-Castell này. Đến bước này mọi người có thể thấy rất là rõ rồi đúng không? Đó là cái cột rẻ tiền với cột đắt tiền nhìn cái chất lượng và chịu sáng khác hẳn nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục với bút chì 5B. Và đây là 5B của bên họa sĩ. Thực sự để mà nói thì nếu mà không xét về độ chịu sáng ấy thì mình thấy cái độ bóng dầu thì nó cũng gần tương tự như nhau. Tuy nhiên thì mình thấy bút chì bên rẻ tiền nó có vẻ nó hơi bị ganh hơn so với bút chì đắt tiền. Cũng đúng rồi, hình như hồi đầu mình vừa mới nói là ngoài bút của bút chì rẻ tiền nó cứng hơn so với bút chì đắt tiền rồi đúng không? Thì đây chính là lý do của việc cứng với mềm nó khác với nhau đấy. Vậy thì mình sẽ thử bút chì 9B của bên rẻ tiền đã. Mình thực sự không biết là cái hãng bút chì này nó có in nhầm không, nhưng mà mình thấy bút chì 9B có vẻ như là đậm không bằng bút chì 5B. Mình sẽ thử sang bên 9B của bên họa sĩ xem sao nhá. Đó, chì 9B. Đó, đến cái chì càng lên đậm thì các bạn có thể thấy được rõ ràng được chất lượng của hai loại này nó khác nhau như thế nào rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thử loại đậm nhất. Đó là loại 12B. Đấy, đây là 12B của rẻ tiền này. Sao mình lại thấy 12B hình như bút chì này nó càng lên cao nó càng nhạt đi vậy. Đúng không? Mình thấy 5B, 9B, 12B không khác gì nhau mấy. Được rồi, chúng ta sẽ chuyển sang thử 12B của bên thử bút chì 12B đắt tiền xem. Đó, 12B nhìn khác một trời một vực so với bên. Ok, đến bước này thì mọi người có thể nhìn vào cái bài mình vừa test thử để có thể tự nhìn ra và đánh giá được chất lượng của chì rẻ tiền và chì đắt tiền nó khác nhau thế nào nhá. Trước tiên cá nhân mình cho rằng bút chì rẻ tiền nó có vỏ gỗ cứng hơn, có nghĩa là chúng ta gọt sẽ phải chịu nhiều rủi ro hơn khi mà bị gãy đầu bút. Và cái thứ hai đó là độ chịu sáng của bút chì rẻ tiền cực kỳ thấp, có nghĩa là nó rất là dễ bị lóa. Còn chì đắt tiền thì chịu sáng cực tốt. Và cái thứ ba nữa là cái đầu bút của bút chì rẻ tiền nó quá cứng, thì cái này nó sẽ rất là khó để chúng ta có thể sử dụng khi mà vẽ tranh, khi mà chúng ta cần tẩy xóa blend. Đúng rồi, mình quên mất, thì trước khi mà kết thúc đoạn này mình sẽ thử khả năng tẩy xóa của hai loại này xem sao. Thì ở bút chì rẻ tiền mình đánh giá là khả năng tẩy xóa của hai loại bút này là như nhau nha các bạn. Ok, thì sau bài test vừa rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang vẽ hẳn một mẫu nó cụ thể hơn nhé. Bây giờ mình sẽ sử dụng hai loại bút chì, một bên là rẻ tiền và một bên là đắt tiền, để vẽ một khối cầu, một khối cơ bản. Cảm nhận của mình khi sử dụng hai loại bút chì này cùng một lúc đó là nếu mà so sánh giữa cái hiệu suất làm việc của bút chì rẻ tiền với bút chì đắt tiền thì rõ ràng là bút chì rẻ tiền nó không thể hiệu quả được bằng bút chì đắt tiền. Thứ nhất đó là cái nét bút nó không được trơn bằng, vẽ nó rất là giật cục, và cái thứ hai nữa là nó cứ để lại những cái ganh nét, những cái lợn cợn gì đó rất là khó chịu ở trên bề mặt tranh, mà những cái điều này thì khi mà sử dụng bút chì đắt tiền nó không thể có. Ok, sau hai cái khối cầu này theo mình thấy thì thực sự thì nó nhìn qua mấy ảnh, qua cái video này thì mình không biết là các bạn có thể nhìn thấy được cái sự khác biệt giữa hai quả cầu này không, nhưng mà nhìn ở bên ngoài thì trông nó khá là rõ ràng đấy, tại vì các cái nét ganh của bút chì rẻ tiền nó rất là rõ ràng và nó không thể mịn màng được như là bút chì đắt tiền. Sau khi dùng thử thì mình cảm giác bút chì rẻ tiền nó cứ thế đéo nào. Tại vì bút chì 12B với 9B mình tô ra mình có cảm giác nó còn không đậm bằng bút chì 5B. Và mình cảm giác như là chắc là số ở đây người ta in lên cho nó đẹp thôi sao. Ok, thì bây giờ để áp dụng thực tiễn hơn thì mình sẽ vẽ một bức tranh chân dung bằng hai loại bút chì này để mọi người có thể quan sát được rõ hơn nhé. Thì ở đây là mình có một cái ảnh mẫu và một nửa bức tranh mình sẽ vẽ bằng bút chì rẻ tiền và một nửa bức tranh mình sẽ vẽ bằng bút chì đắt tiền. Thì đến cuối, sau khi mình hoàn thành bức tranh này, các bạn có thể nhìn thấy cái kết quả là ta sao nhé. Như các bạn thấy thì khi mình sử dụng bút chì rẻ tiền để vẽ chân dung thì thực sự là một vấn đề rất là khó khăn, tại vì vẽ người nó không giống như là vẽ khối như vừa rồi. Khi dùng bút chì rẻ tiền để vẽ chân dung thì rất là khó để tả mịn vùng da. Như các bạn thấy nó cứ có một cái gì đó nó lợn cợn ở trên, rất là khó chịu. Thành ra là khi mà mình vẽ cái bức chân dung này rất là vất vả. Ngoài ra khả năng chịu sáng của bút chì rẻ tiền rất là kém, cho nên khi mà mình vừa vẽ vừa quan sát mẫu rất là khó khăn. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong một nửa cái chân dung bằng bút chì rẻ tiền. Và bây giờ cái phần nửa còn lại mình sẽ vẽ bằng bút chì đắt tiền nhé. Và các bạn hãy cố gắng xem đến cuối cái để xem giữa bút chì rẻ tiền và đắt tiền nó sẽ có cho ra cái hiệu ứng khác nhau như thế nào. Ở đây khi mà mọi người nhìn sang cái nửa chân dung bên cạnh thì mọi người có thể nhìn ra rất là rõ ràng rồi, đúng không? Tranh được vẽ bằng bút chì đắt tiền mịn màng hơn, có chiều sâu hơn, chịu sáng tốt hơn, và đặc biệt là vẽ rất là trơn tay, nó không gây ra cái sự khó chịu như là khi mà mình dùng bút chì bên bút chì rẻ tiền. Thì sau cái đoạn video, sau đoạn vẽ tranh này thì mình có lẽ nếu mà bạn nào hỏi mình là anh ơi, loại bút chì nào nên dùng để vẽ chân dung, thì sau khi xem cái đoạn video vừa rồi thì mình nghĩ là các bạn đã có câu trả lời rồi đấy. Ok, thì sau cái video này mình hy vọng là mình đã giúp mọi người có thể nhìn ra được chất lượng và sự khác biệt giữa bút chì đắt tiền và bút chì đệm. Nói chung là tiền nào của đấy thôi. Nếu mà các bạn mua bút chì chỉ sử dụng để gọi là đánh dấu hay là viết những cái tác vụ gọi là cơ bản thì mua bút chì rẻ tiền. Còn nếu mà các bạn là dân vẽ chuyên nghiệp thì nên đầu tư một chút, dùng bút chì đắt tiền. Ok, trước khi kết thúc video thì mình muốn giới thiệu cho mọi người cái trang web riêng của mình. Mình đăng rất là nhiều các bài đăng về kiến thức, mỹ thuật và những bức tranh mà mình đã vẽ ở trong này, thì mọi người có thể ghé để xem qua nhé. Và đừng quên bấm subscribe kênh này của mình, và mình sẽ gặp lại mọi người vào video tuần sau. Tạm biệt.